Sáng ngày 19 tháng 8, phóng viên theo chân lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhận quá trình kiểm tra và xử lý tình trạng xe dù bến cóc dọc quốc lộ 13, quốc lộ 1, khu vực bến xe miền Đông và bến xe miền Đông Mới. Theo lực lượng thanh tra giao thông, các đơn vị vận tải sử dụng nhiều chiêu để đón trả khách, chẳng hạn như xi nhan tạm dừng để đón khách nhưng tài xế vẫn không xuống khỏi xe. Ngay sau khi lực lượng thanh tra có mặt, những xe này liền bỏ khách và tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, trên thực tế trong đợt ra quân lần này, lượng xe dù bến cóc đã giảm hẳn. Tại những đoạn ngành giao thông đã gắn camera để kiểm tra và xử lý thì đã chấm dứt tình trạng đón trả khách, song họ lại xài nhiều chiêu khiến camera không thể ghi nhận được. Thanh tra giao thông đã nhắc nhở các hãng xe phải tuân thủ đúng theo quy định. Đối với trường hợp đón trả khách sai quy định, tài xế và chủ doanh nghiệp đều bị xử phạt, ngoài ra còn bị giam bằng 2 tháng. Lực lượng thanh tra giao thông cho biết hiện nay đơn vị đang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện trên các tuyến đường bến xe miền Đông cũ và bến xe miền Đông mới và ngã tư Bình Phước. Trong đó, chỉ riêng từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, đơn vị đã lập 17 biên bản vi phạm về hành vi dừng, đổ trái quy định với số tiền 17,3 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn này, thanh tra giao thông cũng xử phạt 86 trường hợp qua camera 3 vị trí với tổng số tiền phạt hơn 86 triệu đồng. Từ ngày 15 tháng 7 tới nay, thành phố Hồ Chí Minh có tới 286 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 317 triệu đồng.